Chào bác, rất cảm ơn bác đã tham gia trả lời phỏng vấn với Adam Fader ngày hôm nay. Thì bác có thể giới thiệu đôi chút về bản thân của mình được không ạ? Tôi là giáo viên ở Học viện Kỹ thuật Quân sự. Thế là tôi cũng giảng dạy cỡ khoảng cả 30, hơn 30 năm rồi. Thì trước đây thì là hay học tiếng Nga, thì về sau này cũng chuyển học tiếng Anh. Các cái tài liệu và thứ thì bản thân cũng thấy là đọc và dịch các cái tài liệu được. Thì được biết là trước đây là bác cũng đã học tiếng Nga cũng như là tiếng Anh rồi ạ. Vậy thì lý do vì sao mà bác lại cho con của mình học IELTS ạ? Bây giờ thì cái chứng chỉ IELTS thì là cái chứng chỉ mà tương đối là được nhiều các cái tổ chức giáo dục quốc tế công nhận. Cháu học tiếng Anh thì là theo cái chứng chỉ đấy thì sau này cũng có những cơ hội, có thể là nếu mà có khả năng thì đi du học, thì hoặc là nếu mà học trong nước thì các cái chứng chỉ này cũng sẽ đỡ được các cái học phần về ngoại ngữ, thì là cháu sẽ có nhiều cái thời gian để học về các cái chuyên môn nhiều hơn. Không biết thì hiện nay thì con mình đang học ở tại lớp học nào ở IELTS? Hiện giờ là cháu đang học ở lớp IELTS Pre. Không biết là con mình là hiện tại là đang bao nhiêu tuổi ạ? Và đồng thời thì với cái độ tuổi thì bác mong muốn là con mình sẽ có thành tích hay đạt được cái điều gì? Bác có thể chia sẻ cho cháu với mình. Thì là cháu nhà tôi năm nay là 15, đang 16 tuổi. Thì là đang năm nay thì mới bắt đầu vào luyện đang thi IELTS. Đấy, thì người ta theo như đánh giá thì là cũng là hơi sớm so với cái lứa tuổi. Thế thì gia đình mong muốn thì là sau đến lúc mà vào trung học ấy thì là cố gắng là ôn thi, nếu mà nó có năng lực ngoại ngữ cộng với lại cả các cái khả năng mà tự lập được ấy, thì là cũng có thể cho cháu đi du học hoặc là học trong nước thì nó cũng có nhiều cái cơ hội về ngành nghề hơn. Tuyệt vời quá bác ạ. Thế thì khi mà lựa chọn cái cơ sở học tiếng Anh là một cái tiêu chuẩn như thế nào? Nhưng mà bản thân tôi thì làm trong ngành giáo dục cũng nhiều năm rồi thì là cũng mong muốn là một cái cơ sở mà các giáo viên đều có cái năng lực sư phạm tốt để truyền đạt, để cho các cháu nó tiếp thu và nó có được các cái sức bật về kiến thức tốt hơn. Thế còn bản thân cháu học thì là khi mà trình bày ấy thì có thể là do cái tâm lý lứa tuổi cũng như là cái vốn kiến thức, nên là khi mà nói chuyện hay là trình bày các cái vấn đề nó còn chưa được câu cú, cũng như là các cái nội dung nó không hoàn hảo. Thì những cái đấy thì chắc là các chỉ có mong muốn thì là nó có một cái môi trường gọi là bây giờ người ta hay gọi là cái hệ sinh thái đấy, thì là giao tiếp giữa giáo viên với cả học sinh. Thế rồi ở ngoài những cái giờ thời gian học ấy thì nó có những cái trao đổi để mà tạo nên một cái sức ép vô hình với học sinh, cho nó nằm ở trong cái môi trường ngôn ngữ ấy, thì là chắc là đấy là những cái cách để mà học sinh có cái sức bật lên tốt hơn. Cũng chụp các trung tâm là cũng có được những học viên mà sau này là có thành những hình ảnh tốt đẹp cho trung tâm. IELTS Fighter, vì 1 triệu người Việt đạt 6.5 IELTS.